Sau các đợt mưa bão, đặc biệt là đợt mưa bão số 4, số 5 vừa qua, các bờ biển của miền Trung đang bị sạt lở và xâm thực nghiêm trọng. Nhiều nơi, biển xâm thực, sóng đánh vào sát nhà dân và đường giao thông. Không ít người dân ven biển đang rất lo lắng trước tình trạng sạt lở và xâm thực bờ biển như hiện nay, cần có phương án khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con. Phóng sự sau ghi nhận tại Quảng Bình. Đây là số rêu rác từ các đợt chiều cường của biển xâm thực vào sát hàng rào nhà dân ở khu phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn. Hiện nay cả một chiều dài hơn 2 km, hàng trăm gốc dương đã bị bật gốc do các đợt chiều cường xâm thực ở tại nơi đây. Nguy hiểm nhất là bây giờ hiện nay có gần 600 hộ dân đang sống gần khu vực này. Tại khu vực bờ biển phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, theo người dân, trước đây biển cách bờ khoảng gần 2 km, người dân trồng hơn 5.000 cây dương liễu từ 7 đến 10 năm, giờ đã bật gốc gần hết. Biển cũng đã xâm thực vào sát nhà dân, chiều dài sạt lở bờ biển khoảng hơn 4 km, nặng là khoảng hơn 2 km. Bảo là mất hồn thôi, nhà thì mình nhà mới mất sóng ạ. Chết kịp mơ, chết no, dư là hôm nay là lỡ vô tấn nhà đấy rồi. Nghe sóng to là trơ lắm mà thảo cho hắn ấp vô là coi như là trôi hết. Bảo dự kiến là đổ bộ vào Quảng Bình á, thì vị chính quyền địa phương là phải huy động hộ dân ở sân gần kè biển đấy là phải di tản lên 2 trường học. Quảng Bình có hơn 100 km bờ biển, hàng chục điểm sạt lở do biển xâm thực, nặng nhất là có 5 điểm, với tổng chiều dài hơn 6 km. Giải pháp cấp bách hiện nay thì cũng phải có xây dựng một cái tuyến kè kiên cố ở đây, mong chính phủ rồi các cái bộ ngành trung ương có cái cơ chế hỗ trợ. Còn ngoài ra thì tỉnh cũng đang còn chỉ đạo các cái cơ quan có liên quan để huy động các cái nguồn lực để sớm có cái xây dựng cái tuyến kè này để đảm bảo cái an toàn cho các cái hộ dân ở phía sát bờ biển. Dọc bờ biển của tỉnh Quảng Bình, nhiều nơi cứ mỗi năm biển xâm thực vào từ 15 đến 20 mét. Nếu không có giải pháp công trình và phi công trình, nguy cơ các khu du lịch ven biển, các công trình công cộng, hàng trăm hecta đất sản xuất và hàng ngàn nhà ở của người dân sẽ khó mà tồn tại bởi xâm thực bờ biển. Theo báo cáo mới đây của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận đang có khoảng 63 vị trí sạt lở với tổng chiều dài là hơn 97 km. Trong đó có 19 vị trí sạt lở nguy hiểm và 33 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đê biển và an toàn các khu dân cư ven biển. Đây cũng là vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Nhiều đại biểu cho rằng tình trạng sạt lở xâm thực đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại miền Trung. Các bộ ngành và chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp khắc phục. Trao đổi tại hành lang Quốc hội, đại biểu cho biết cử tri và nhân dân đang rất băn khoăn và trăn trở trước tình trạng sạt lở xâm thực nghiêm trọng hàng chục km bờ biển các tỉnh thành miền Trung, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân. Các đại biểu cho biết các địa phương đang triển khai khắc phục tình trạng sạt lở xâm thực bờ biển, song nguồn vốn đầu tư ở hầu hết các địa phương là có hạn. Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh cũng nhận được rất là nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề này. Nhưng mà các cái ý kiến trả lời của Trung ương ấy, thì cái ngân sách để xử lý cái sạt lở bờ biển dựa vào đầu tư công mà yêu cầu từ ngân sách địa phương thì không thể đáp ứng được. Cho nên tôi nghĩ đầu tiên ấy, là trong các cái phần ngân sách, dự phòng ngân sách này, rồi các khoản vượt thu này, cần phải có cái đầu tư thỏa đáng cho cái việc khắc phục cái tình trạng biến đổi khí hậu. Vì hiện nay là xâm thực không chỉ là một tỉnh, và nó đã kéo dài, nó trải dài rất nhiều tỉnh. Không chỉ là ví dụ như ở Thanh Hóa hay là ở Quảng Nam, Đà Nẵng hay là các tỉnh thành thì cần phải có một cái ban chỉ đạo trung ương để khắc phục cái sự cố này. Và có như vậy thì nó mới đảm bảo được cái sự ổn định và phát triển bền vững của các địa phương hiện nay. Đây là một hiện tượng có thể nói là gây ra nhiều cái hệ lụy, thiệt hại về tài sản của người dân và tính mạng của con người. Tôi cũng tha thiết đề nghị các bộ ngành trung ương là cần phải vào cuộc một cách quyết liệt, cụ thể hơn, nhất là phải dành ra một cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các địa phương nói chung, trong đó có Quảng Nam, đặc biệt là phải kè chống sạt lở một cách cấp bách. Các đại biểu cũng đề nghị Trung ương cần quan tâm, cân đối hỗ trợ, ưu tiên nguồn lực đầu tư kè sông, kè biển, những nơi sung yếu, sạt lở nghiêm trọng, tránh tình trạng bố trí cân đối được vốn thì đã mất đất, mất làng, thậm chí thiệt hại tính mạng của người dân do xâm thực, sạt lở bờ sông, bờ biển. Cần có kế hoạch tổng hợp, đánh giá toàn diện về tình trạng sạt lở, xâm thực để có hướng dự báo thời gian tới.